Kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Rồng Vàng Bóng Đá. Kính thưa quý vị, cách đây ít ngày, thủ môn Việt Kiều Séc Philip Nguyễn đã tiết lộ là anh đã hoàn tất thủ tục nhập tịch theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam và đang chờ sự phê duyệt của các cơ quan thẩm quyền. Nếu như thành công thì thủ môn đang thi đấu tại Cộng hòa Séc này sẽ đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Việt Nam ở các giải đấu sắp tới, trước mắt là vòng loại World Cup 2022. Trong bối cảnh mà thủ môn Bùi Tiến Dũng đang bị sa sút phong độ, Văn Toản thì còn quá trẻ, thì sự bổ sung Philip Nguyễn cho đội tuyển quốc gia Việt Nam trong bối cảnh này là vô cùng cần thiết. Rất nhiều tờ báo nổi tiếng của Thái Lan cũng đã nhắc đến việc này. Philip Nguyễn là thủ môn mang hai dòng máu Việt Nam và Cộng hòa Séc. Hiện anh đang thi đấu cho câu lạc bộ Slovan Liberec ở giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ xin nhập tịch Việt Nam thì thủ môn này cũng đang chờ đợi để được chấp thuận. Philip Nguyễn cao 1m91, 27 tuổi và đã chơi 19 trận cho câu lạc bộ Liberec ở mùa bóng trước, giúp cho đội bóng này đứng thứ 9 ở trên bảng xếp hạng của giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc. Nếu như thành công thì Philip Nguyễn sẽ có thể phục vụ cho đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022 sắp tới. Đây sẽ là sự bổ sung chất lượng và sẽ gia tăng sức mạnh cho đội tuyển Việt Nam. Người cạnh tranh cùng với Đặng Văn Lâm đang chờ nhập tịch thành công. Nếu như Philip Nguyễn được khoác áo đội tuyển Việt Nam thì vị trí khung gỗ sẽ tăng cường sự cạnh tranh. Đặng Văn Lâm thi đấu ổn định ở trong thời gian qua nhưng sẽ không được chắc suất nếu như Philip Nguyễn trở về. Đó là những gì mà tờ báo này nhấn mạnh. Ngoài ra thì báo chí Thái Lan cũng không quên nhắc lại việc là Philip Nguyễn đang thi đấu trong màu áo của Slovan Liberec của Cộng hòa Séc và cầu thủ này rất chịu khó tìm hiểu các phương tiện kỹ thuật và thống kê chuyên sâu nhằm tăng cường khả năng phản xạ của mắt cũng như là khắc phục những điểm yếu của mình khi mà bảo vệ khung thành. Thậm chí là Philip Nguyễn còn công khai ở trên mạng xã hội những vị trí mà anh thường để thủng lưới trong mùa bóng trước, căn cứ vào kết quả của những máy đo. Theo như dự kiến thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ làm khách trước Malaysia vào ngày 31 tháng 3 tới trong khuôn khổ lượt trận thứ 6 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Trước đó một tuần thì đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ hội quân và rèn luyện chiến thuật cho chuyến làm khách được dự báo là hết sức khó khăn trước người Mã ở lượt trận thứ 6 tới. Nếu như giành được chiến thắng ở trận đấu này thì chúng ta sẽ tạo được khoảng cách an toàn lên tới 5 điểm trước Malaysia. Ngược lại sẽ đánh mất ngôi đầu bảng vào chính tay đối thủ này nếu như để thua trước người Mã ở trận đấu quan trọng này. Ở trận đấu cuối tháng 3 này thì đội bóng của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ không có được sự phục vụ của bộ ba Đình Trọng, Trọng Hoàng và Huy Hùng vì nhiều lý do khác nhau. Trong khi đội chủ nhà thì lại có sự xuất hiện của nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng và hướng tới một chiến thắng. Dù gặp nhiều khó khăn về nhân sự như vậy, nhưng trong một chia sẻ mới đây với truyền thông trong nước thì huấn luyện viên Park Hang-seo cũng đã tiết lộ mục tiêu của đội tuyển Việt Nam đó là giành trọn 3 điểm trước Malaysia và sẽ đôn một số cầu thủ ở U23 lên tuyển quốc gia trong thời gian tới, đồng thời triệu tập tiền đạo Phan Văn Đức lên tuyển khi mà cầu thủ này đã hoàn toàn bình phục chấn thương. Trong một động thái khác thì thủ môn số 1 hiện nay của đội tuyển quốc gia Việt Nam là Đặng Văn Lâm, anh cũng đang có những bước củng cố cho chuyên môn của mình rất tích cực. Đặng Văn Lâm đã có năm thứ 2 liên tiếp khoác áo cho câu lạc bộ Muang Thong United của Thái Lan và thủ thành Việt Kiều này đã trở thành cầu thủ Việt Nam duy nhất đang thi đấu tại Thái Lịch, giải đấu khai mạc từ chiều ngày 14 tháng 2 vừa qua. Giải vô địch quốc gia Thái Lan 2020 không hoãn vì ảnh hưởng của dịch corona và vẫn khởi tranh vào cuối tuần này, trong đó trận đấu diễn ra sớm nhất của vòng 1 đó là cuộc đối đầu giữa Samut Prakan và đương kim vô địch Chiang Rai United. Câu lạc bộ Muang Thong United, đội bóng mà thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam là Đặng Văn Lâm đang đầu quân, đã khởi đầu mùa giải mới bằng chuyến làm khách trên sân Leo của đội bóng tân binh là Pathum United. Câu lạc bộ đang được dẫn dắt bởi cựu tuyển thủ Thái Lan, cựu huấn luyện viên của Hoàng Anh Gia Lai là Dusit Chalamet vào tối nay lúc 19 giờ. Đây là mùa giải mà câu lạc bộ Muang Thong United có nhiều thay đổi về lực lượng nhưng đặt quyết tâm cao là cải thiện thành tích so với vị trí thứ 5 đã đạt được ở Thái Lịch 2019. Riêng với cá nhân của Đặng Văn Lâm thì bên cạnh mục tiêu riêng cho bản thân là tiếp tục củng cố vị trí số 1 ở câu lạc bộ Muang Thong United cũng như là ở đội tuyển quốc gia Việt Nam thì anh còn hướng đến một cái đích nữa, đó là một danh hiệu cùng với đội chủ sân SCG. Để tập trung toàn lực và dồn sự tập trung của mình cho các mục tiêu của bản thân cũng như là của câu lạc bộ, Đặng Văn Lâm bên cạnh việc hoàn thành các giáo án tập luyện mà huấn luyện viên trưởng Alexander Gama cũng như là huấn luyện viên thủ môn mới của Muang Thong United đề ra thì anh còn tự tập với huấn luyện viên thể lực của riêng mình, đó là huấn luyện viên Jam Asrapov, người đã từng cộng tác với Đặng Văn Lâm khi còn thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng và tại Thái Lịch 2019.
Sau khoảng một tháng luyện tập cùng với chuyên gia Jam thì thể lực cũng như là phong độ của Đặng Văn Lâm đã được điều chỉnh và đạt đến sự ổn định ở thời điểm này, sẵn sàng cho ngày khai mạc Thái Lịch 2020. Thậm chí là trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải Thái Lịch 2020, khi mà Muang Thong United giành ngôi Á quân ở giải đấu tập huấn Leo Cup, thì Đặng Văn Lâm vẫn đạt được điểm rơi phong độ tốt và trở thành người hùng của Muang Thong United khi anh cản phá hai quả penalty trong trận bán kết với câu lạc bộ Prachuap. Hay chỉ cách đây ít phút thôi, khi mà Muang Thong United làm khách trước Pathum United, thì Đặng Văn Lâm cũng đã có được một tình huống cứu thua xuất sắc. Mùa giải Thái League bây giờ mới bắt đầu, cho nên là những khó khăn, những thử thách với Đặng Văn Lâm cùng với các đồng đội còn đang ở phía trước. Chính vì thế, Đặng Văn Lâm thừa hiểu là cần phải tập trung và cố gắng quyết liệt hơn nữa ở trong từng buổi tập cũng như là các trận đấu thì mới có thể chạm được đến thành công, đạt được các mục tiêu mà mình mong muốn. Sau khi Xuân Trường trở về Hoàng Anh Gia Lai từ giai đoạn 2 của mùa giải năm ngoái, thì những thông tin chuyển nhượng liên quan đến Tuấn Anh hay Đức Huy, Văn Hậu hay là Hùng Dũng cũng chỉ dừng lại ở mức tin đồn, thì Văn Lâm hiện đang là cầu thủ Việt Nam duy nhất thi đấu ở tại Thái Lịch. Câu lạc bộ Muang Thong United nói riêng và Thái Lan nói chung hiện cũng đang chia làm hai thái cực. Một bên là ủng hộ Đặng Văn Lâm thành công cùng với Muang Thong United, nhưng mặt khác thì cũng có người e ngại nếu như Văn Lâm tiếp tục được huấn luyện viên Alexander Gama tin tưởng để trao cơ hội bắt chính và tỏa sáng thì sẽ làm lu mờ các thủ môn của Thái Lan. Việc Văn Lâm được chui rèn bản lĩnh và trưởng thành tại môi trường Thái Lịch vì thế cũng sẽ có lợi cho đội tuyển Việt Nam, đội bóng mà người Thái luôn xem là địch thủ số 1 tại khu vực Đông Nam Á. Tất nhiên khi thi đấu cho câu lạc bộ hay là đội tuyển quốc gia thì Đặng Văn Lâm đều phải nỗ lực và quyết tâm cống hiến hết mình, và đó là trách nhiệm của bất cứ cầu thủ chuyên nghiệp nào. Việc Văn Lâm tự bỏ tiền túi ra để thuê huấn luyện viên thể lực riêng để tập luyện cũng không nằm ngoài mục tiêu là có được sự chuẩn bị tốt nhất cho mùa giải mới và hướng đến những nấc thang mới ở trong sự nghiệp của mình. Bên cạnh đó cũng là sự củng cố thêm vững chắc suất bắt chính trong đội hình của đội tuyển quốc gia Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo, nhất là trong bối cảnh mà thủ môn Philip Nguyễn được cho là sắp hoàn thành công đoạn xin nhập tịch và sẽ góp mặt ở đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, cũng có một thông tin khiến cho bản thân Philip Nguyễn và những người hâm mộ anh không được vui, đó là việc dù có nhập tịch thành công thì anh cũng không thể tham dự AFF Cup 2020 vào cuối năm nay với các đồng đội ở tại đội tuyển quốc gia Việt Nam được. Sở dĩ là thủ tục nhập tịch của Philip Nguyễn gặp nhiều trở ngại bởi vì anh không biết tiếng Việt, văn hóa Việt Nam thì rất mỏng và nhất là không có địa chỉ tạm trú ở Việt Nam. Pháp luật Việt Nam cũng quy định rất chặt chẽ về việc cho phép một cá nhân trở thành công dân chính thức của Việt Nam. Mọi thứ đều phải thực hiện theo một quy trình cụ thể. Ngay cả khi thủ môn của Slovan Liberec nhập tịch thành công, đồng thời là được FIFA chấp nhận khoác áo đội tuyển Việt Nam, thì Philip Nguyễn cũng khó có thể được ra sân ở AFF Cup 2020. Bởi lẽ thời điểm diễn ra AFF Cup vào cuối năm nay, khi đó thì giải vô địch quốc gia Cộng hòa Séc cũng đang diễn ra. Do vậy, Slovan Liberec có quyền không nhả Philip Nguyễn cho đội tuyển Việt Nam bởi anh đang là trụ cột của câu lạc bộ này. Đông Nam Á hiện nay cũng đang có một thủ môn đẳng cấp châu Âu, đó là Neyer Etheridge của Philippines, và thủ thành sinh năm 1990 này hiện đang thi đấu ở giải ngoại hạng Anh mùa giải 2018-2019 ở trong màu áo của Cardiff City. Anh cũng không thể trở về tham dự AFF Cup 2018 cho đội Philippines mà phải ở lại nước Anh để thi đấu cho mục tiêu trụ hạng cùng với câu lạc bộ Cardiff City. Báo chí Thái Lan cũng tỏ ra rất quan tâm đến quá trình nhập tịch của thủ môn Philip Nguyễn. Truyền thông nước này cũng ghi nhận sự tiến bộ vượt bậc trong thời gian vừa qua của thủ thành Đặng Văn Lâm và tin rằng là việc Philip Nguyễn khoác áo đội tuyển quốc gia Việt Nam sẽ giúp cho cựu thủ môn của câu lạc bộ Hải Phòng càng có thêm động lực để phát triển, tạo ra cuộc cạnh tranh gay gắt trong khung gỗ của đội tuyển Việt Nam. Với thủ môn Đặng Văn Lâm thì việc tiếp tục gắn bó mùa thứ hai với Muang Thong United chính là minh chứng cho thấy tài năng và khả năng thích ứng tốt của anh. Mùa trước Lâm Tây cũng đã bắt chính 26 trận và cùng với đội bóng này cán đích thứ 5 ở Thái Lịch. Anh cũng đã chứng minh việc Muang Thong United bỏ ra 500.000 đô la Mỹ tiền chuyển nhượng cùng với mức lương là 10.000 đô la Mỹ một tháng là không hề phí phạm. Tại Muang Thong United, Đặng Văn Lâm đang dần dần trở thành thần tượng mới. Anh được rất nhiều cổ động viên yêu quý vì tài năng cũng như là bề ngoài điển trai. Việc thủ môn tuyển Việt Nam tạo được chỗ đứng tại một đội bóng thuộc nhóm đầu ở Thái Lịch là không phải đơn giản. Trường hợp của Xuân Trường là một minh chứng. Tiền vệ này khoác áo Buriram United ở mùa trước nhưng cũng chỉ trụ được nửa mùa và sau đó thì chủ động trở về nước để khoác áo Hoàng Anh Gia Lai. Còn với thủ môn Philip Nguyễn thì vấn đề ngôn ngữ hay là văn hóa Việt Nam cũng chắc là sẽ không làm khó được thủ môn này trong quá trình hòa nhập.
Bên cạnh đó, ở vị trí thủ môn thì Philip Nguyễn sẽ không cần phải giao tiếp một cách quá phức tạp với các đồng đội ở phía trên. Đây là một lợi thế của Philip Nguyễn so với các cầu thủ Việt kiều khác khi trở về nước thi đấu. Điều quan trọng là Philip Nguyễn sẽ phải biết cách nắm bắt cơ hội và chứng tỏ khả năng của mình khi được huấn luyện viên Park Hang-seo tin tưởng. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở phía dưới video này. Rồng Vàng Bóng Đá xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.